Cháu Khương xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người. Lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, ngày hôm nay cháu lại có mặt tại gia đình của hai anh em Hưng Thuận rồi các bác. Hai anh em mồ côi cha mẹ thì hôm nay cháu lại tiếp tục lên thăm hai anh em và có một phần quà từ chú Lê Dũng ở bên nước ngoài gửi tặng cho hai anh em. Thì hôm nay cháu mới có dịp lên để trao cho hai anh em ấy các bác. Đấy, hiện tại cái căn nhà rất là quen thuộc cũng như là chuồng dê của hai anh em thì có thể là các bác cũng thấy rồi, rất là quen thuộc. Cái chuồng dê này là trước đây cháu có nhận được một số món quà của các bác gửi lên, thì hai anh em chúng cháu đã tiến hành làm được cái chuồng dê, và ở bên trong cái chuồng là có những cái con dê mà các bác gửi lên rồi. Đấy, bây giờ thì cái ngôi nhà hiện tại cháu Khương đang đứng đây là cái ngôi nhà rất là sập sệ các bác, rất là siêu vẹo rồi. Đấy, các bác có thể quan sát thấy. Đợt vừa rồi thì có bị ảnh hưởng một cái cơn bão rất là lớn, nên là cái ngôi nhà đang bị đổ sang bên đằng sau nhà bên kia rồi các bác. Đấy, bây giờ thì xin mời quý cô bác anh chị đồng hành cùng cháu Khương đến thăm hai anh em các bác nhé. Sáng nay thì cháu Khương có gọi cho hai anh em Hưng Thuận thì không gọi được các bác. Bây giờ là không biết là hai anh em có ở nhà không. Đấy, bây giờ xin mời quý bác anh chị sẽ lên thăm hai em xem có ở nhà không các bác nhé. Ui, cửa đóng rồi các bác, không có ai ở nhà rồi. Đây, cái cửa đang đóng chìa khóa ở đây rồi các bác ạ. Đấy, không có ai ở nhà. Con cháu nuôi dói thì cũng đang được cho ăn cỏ này các bác. Đấy, dê thì ở trong chuồng kia, không biết là hai anh em đi đâu nữa các bác ạ. Đấy, thì cháu cũng sẽ ở đây chờ hai anh em một chút thôi. Nếu như mà đợi một lúc nữa anh em không về thì cháu Khương cũng xin phép là đi về thôi, để hôm sau cháu Khương sẽ trao quà thôi các bác. Không biết là hai anh em đi đâu nữa các bác ạ. Khả năng là cháu nghĩ là chỉ có đi lấy cỏ thôi. Gọi Hưng thì không gọi được các bác, toàn thuê bao thôi. Không biết là đi rừng nên là mất sóng hay như nào ấy các bác. Đây, thưa các bác anh chị, là cháu cũng đợi được hơn 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy em Hưng về. Cháu cũng xin phép là đi về thôi các bác. Cháu nó Khương là để xe máy ở trên kia và đi chỗ đi về thôi các bác. Đấy, không biết là hai anh em đi đâu nữa, cũng không tìm thấy, không đợi được hai anh em về rồi. Đây là cái cung đường mà chúng cháu di chuyển đi nhà hai anh em, là hay để xe máy ở trên kia và đi xuống theo cái lối mòn này đấy các bác. Đây là cung đường đi xuống nhà hai anh em. Những đợt vừa rồi thì cháu có nhận được một số món quà của các bác thì cũng phải vác theo cái cung đường này để đi xuống nhà anh em các bác. Nếu như mà vác đi bộ từ dưới kia lên thì cũng được, nhưng mà thứ nhất là leo dốc, thứ hai là đường cũng khá xa, nên là để ở trên kia thôi. Đấy, hôm nay có nhận được món quà của chú Lê Dũng. Cũng may là sáng nay là cháu ra thì cũng hết thịt rồi, nên là không mua được thịt cho hai anh em. Chú có cho cháu mua cho hai anh em một cân thịt, với cả còn dư ra bao nhiêu tiền thì là trao cho hai anh em. May là cháu cũng chưa mua được, nếu như mua được không trao được cho hai anh em thì không biết là làm nào được các bác ạ. Đấy, bây giờ thì đành phải quay về thôi các bác. Quay về để lúc nào cháu Khương có dịp ra, cháu sẽ tiếp tục trao cho hai anh em thôi các bác ạ. Đấy, bây giờ là cũng muốn ghi lại cái quá trình cũng như là cung đường chúng cháu hay đi ra nhà em Thuận cho các bác cùng biết cái cung đường rất là gian nan vất vả của bác ạ.
chắc cháu nghĩ thì hai anh em chỉ có đi rừng lấy củi hoặc là lấy cỏ nên là mới gọi thuê bao thôi. Đấy, không có gọi được thế này. Cũng không biết làm cách nào hả các bác ạ. Chờ lâu quá thì là hiện tại cháu Khương cũng rất là nhiều công việc nên là cháu không chờ thêm được nữa. Nếu như mà nhiều thời gian hơn thì chờ đến tối thì hai anh em sẽ về thôi, nhưng mà không có thời gian để mà chờ đợi nữa rồi các bác ạ. Hẹn hai anh em sẽ trao cái món quà để sau thôi. Đường ở đây là có đi nhờ đường cái chỗ nương của họ thôi các bác. Đấy, đợt trước Tết thì cháu cũng có ra theo cái cung đường này thì họ cũng đang trồng ngô, bây giờ là thu hoạch hết rồi. Không biết là bây giờ họ có chuẩn bị là trồng tiếp không các bác. Cứ tình trạng cái thời tiết như thế này, nắng hanh như này thì nắng nóng như này thì cháu nghĩ là không thể trồng được cái cây gì các bác ạ. Ở đây rất là hiếm nước. Đấy. Trong bản này là có được mấy cái nhà ở tít trên này thôi các bác ạ. Toàn là cái nhà sàn bằng gỗ, lập bằng những cái tấm pro xi măng này các bác. Nhà rất là thưa thớt các bác ạ. Ôi, ở đây họ cũng có cày một tí nhưng mà chắc là do là đất cứng quá nên là không cày được. Thế là họ lại bỏ rồi, không thấy cày nữa. Ở đây là dân toàn chủ yếu là tìm những cái khu nào mà có đất với cả có ruộng là người ta sẽ làm nhà tại gần ruộng đấy luôn các bác. Đấy, ở đây là một cái đồi rất là cao này. Đây, ở đây là cái con xe máy này cũng vứt khá lâu rồi, chả biết là hỏng hay như nào, không thấy họ đi các bác ạ. Đây là biển 19 cơ. Cái con xe này là biển 19, là biển Phú Thọ đấy các bác. Đây không biết là cái nhà hay là cái lán nữa, cũng không rõ lắm quá. Ở bên trong là nhìn thấy toàn rơm thôi. Ở trong ruộng như này chắc là không có ai ở, chỉ có là lán thôi. Đấy, những cái lối đường đi lại rất là bé các bác ạ. Theo cái con đường rất là nhỏ này. Sốc. Ở đây thì dân cũng khá là ít. Ở khu này thì hầu như là cái gia đình nào cũng khá là nghèo quá ạ. Cũng toàn ở những cái nhà sàn rất là xuống cấp, rất là trầm trọng quá. Đấy, như cái nhà ở dưới kia thì may ra là họ cũng có làm được một cái nhà xây nhỏ nhỏ. Cái này là độc quyền, ngay cái chỗ này là có một cái nhà sàn thôi quá. Đấy, ở đoạn này, đường dốc này là họ có đầu tư được một tí ở bên công. Những cái cung đường như thế này là phải dùng đến tay lái, đi quen thì mới đi được quá ạ. Nếu như mà chưa đi lần nào dưới xuôi mà lên những cái đường cung đường này thì quá là thấy là nguy hiểm quá, thực sự là nguy hiểm luôn. Đoạn này là nó đi dễ hơn rồi. Cái này nếu như mà không để ý cái là quên phanh cái là đi xuống dưới ruộng luôn rồi quá. Đây dân họ cũng có trồng khá là nhiều lúa. Đấy, nhưng ở đây là có một cái ruộng mạ này quá, là họ cũng chưa cấy, còn bé cũng chưa cấy. Nhà em Hưng là ở đầu nguồn là có nhiều nước hơn nên là được cấy trước rồi quá ạ. Cũng may quá. Bây giờ là nhà em Hưng là cây đã sống rồi, cây lúa đã sống rồi. Đấy, chỗ này cũng đổ được một tí đường bê tông. Cái này bây giờ trời nắng mới đi lại được đấy quá. Nếu như mà trời mưa là không dám đi qua cái đoạn đường này đâu. Rất là trơn. Chỗ này là đường đất này.
hiểm quá. Chỗ này mùa mưa là hầu như là hay bị sạt lắm quá ạ. Sạt lở rất là nhiều. Cái chỗ sạt ở trên này cũng được thoát ra hết rồi. Trời nắng rất là đẹp các bác ạ. Đấy, bây giờ là cũng vào đến trong ở gần chỗ học của em Thuận được lắm. Trường học của em Thuận là ở trong này. Ôi. Em Thuận đây rồi các bác ơi. Đây này, đây là em Thuận đây rồi. Ừ. Ừ. Trong này là cái gì đây? Hả? Ôi. Em đi nhặt vỏ chai á? Ừ. Ôi, nhặt được nhiều thế. Trời ơi cô bác, đây này. Em Thuận là đi nhặt được những cái vỏ chai này này. Anh đến nhà là không gặp em ở nhà. Bảo. Hả? Anh nhặt cho anh trai đi bán. Em nhặt cho anh trai đi bán á? Thế anh trai đi đâu rồi? Anh trai đi bán rồi. Anh trai mang đi bán rồi á? Vâng. Thế sao hôm nay không đi học à? Vừa đi học về em đã nhặt rồi. Vừa đi học về em đã đi nhặt rồi á? Dạ. Ôi, đây này cô bác, đi học về là đi đi nhặt ve chai rồi. Đấy, là nhặt được là em Hưng là mang đi bán. Đấy, không biết là đi tận đâu bán nữa. Đấy, một cô bé thôi đấy, ở rất là vất vả của bác ạ. Đi học về đã phải mang theo cái bao tải để đi nhặt những cái ve chai để đi bán của bác. Ôi, ôi. Ở đây có một cái này, Thuận ơi, đây này. Đây. Thế là cứ mang cái bao tải là đi theo dọc đường này để đi bán, đi nhặt à? Dạ. Ôi. Thế là ở đây họ cũng uống những cái chai nước ngọt là họ vứt đi là em Thuận sẽ tận dụng những cái vỏ chai này để nhặt mang đi bán này cô bác. Đấy. Rất là tội nghiệp cô bác ạ. Đấy, đi đến đâu có những cái vỏ chai là em Thuận nhặt hết này. Rất là giỏi việc cô bác. Rất là đáng thương cô bác ơi. Đấy, khi mà một em bé không có người lớn ở bên cạnh là từ làm lú cuộc sống để đi làm như là đi nhặt những cái ve chai để đi bán, tuy là rất nhỏ thôi nhưng mà công việc cũng phải làm cô bác ạ. Ôi, không có rồi à. Ôi, ở bên kia có hai cái nữa này. Đấy, rất là nhanh, thế ở đâu có là nhặt luôn rồi. Đúng là giống như một bần bà sắt vụn luôn các bác ạ. Nhìn bộ có cả mũ áo. Đấy. Ôi. Thế anh trai đi lâu chưa? Hả? Anh trai đi lâu rồi á? Thế quay ra bên này nhặt xem là có không? Quay ra bên này nhặt đi, bên này hết rồi. Ở bên kia là có chó rất là nguy hiểm. Để cho bé Thuận là quay trở lại về đây thôi các bác. Ở đây cũng có. Đấy. Đây là họ cũng không ai nhặt mấy đâu nên là bé Thuận là sẽ nhặt được nhiều hơn các bác. Sang bên này, đây có một cái như này. Cũng khá là nhiều nhờ. Thế là ngày là em cứ nhặt đi học về là nhặt xong là mang về nhà cho anh trai đi bán đúng không? Ừ. Đây này có một cái như này Thuận ơi. Đằng này có một cái như này.
Đây, cái này bẹp dí luôn này. Đây các bạn học của bé Thuận này, là con đường đi học là mọi người cũng hay qua lại đây để đi nhặt nhạnh những cái lon bia họ uống xong, cũng như là lon nước ngọt họ uống xong là họ sẽ mang đi để bán này. Ở đây quả gì nhiều thế này Thuận, có biết quả gì không? Đây rất là nhiều quả này cô bác. Cái quả này là hình như là chứa đậu răng được này cô bác. Đấy, rất là nhiều. Ôi, quả này tròn tròn này, nhưng mà nhiều gai lắm nha. Ui, quả này là có cả hạt ở bên trong rất là nhiều này. Đó. Đi 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 tìm một lúc nữa là anh ra đến nhà là không gặp em ở nhà. Đấy, không thấy em, anh Hưng cũng không ở nhà, nhà thì đóng cửa. Thế anh mới bảo là đi về rồi thì lại gặp em Thuận ở đây này cô bác. Cái này họ có lấy không, cái này này. Cái này nữa này. Đấy. Ôi cái này là bánh xe của trẻ con đấy. Có cả sát chắc là họ cũng lấy đấy. Ơi cho vứt vào đấy đi. Xong là tí mang đi bán, xong là cái nào họ lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Nhở. Thôi. Mệt quá thì ngồi ở đây nghỉ ngơi thì đã. Xem nào. Tổng cộng hôm nay là em đổ ra xem là được bao nhiêu nào. Ôi giời cô bác, đây này, những cái lon bia là em nhặt được bao nhiêu tiếng rồi? Hả? Em nhặt được bao nhiêu tiếng rồi? Hả? 5 tiếng rồi á? 5 tiếng mới nhặt được bằng này này cô bác. Đấy, bây giờ là cái tổng ngày hôm nay của em Thuận này là những cái lon bia, lon chai là được em Thuận là nhặt được bằng này này cô bác. Cái này là chỗ này sao lại có cả bao ở đây nữa, cái túi này này, túi xanh xanh này. Thế bây giờ là phải sọ đút vào đi, phải đút vào đi. Hả? Lại phải đập vào á? Lấy đập á? Lấy đập xong họ mới lấy à? Ôi ôi, thế đập bao giờ mới xong được? Đập ở đâu đây? Đập vào nền này cho nhanh này. Thuận. Đập vào nền này nó xong rồi. Đấy. Đấy, phải đập dập nát này họ mới lấy các bác. Đấy, rất là tội nghiệp này. Em Thuận là nhặt được cả ngày là được bằng này, bây giờ lại dập nát đi họ mới lấy các bác. Bây giờ anh dạy em nhá. Em lấy cái lon về đây. Xong là lấy cái lon mới đi. Cái này giờ vừa thôi. Lấy cái lon dựng đi. Bây giờ nhá. Em úp xuống như này này. Em lấy chân giấm một phát thế nào. Còn đẹp không? Không, lấy giấm đây lên này, lên này. Không, đây này. Anh hướng dẫn nhá, đây này. Đấy. Đấy, nó bẹp dí hết rồi. Đấy, em cứ làm thế xem có làm được không. Đấy, lấy cái này lộn cơ. Lộn như này cơ. Thì nó mới không hơi nó mới thoát ra. Đấy. Đấy, có phải nhanh không? Đúng không? Đấy, làm như thế sẽ nhanh hơn. Dập một phát mạnh thôi. Đấy. Đấy được. Em bây giờ em cái nào dập rồi thì em bỏ vào bao tải luôn ấy. Đấy, như một bà ve chai luôn rồi các bác. Nhìn rất là tội nghiệp quá ạ. Không biết là bao giờ hai anh em mới cuộc sống đầy đủ hơn thôi. Đấy, làm lũ công việc rất là nhỏ từ rất là bé đến bây giờ. Đấy, đây chúng cháu lên chia sẻ là cũng được phần nào đấy cũng giúp đỡ được em, giúp hai anh em khá là nhiều rồi các bác. Thế tí anh trai có ra đón không? Tí anh trai ra đón à? À, tức là em cứ nhặt đi quanh đây xong là anh trai ra đón xong là mang đi bán luôn đúng không? Khả năng là thôi tí Hưng ra đây thì cháu với cả Hưng sẽ đi về thôi các bác. Đi về để trao cái món quà. Hôm nay là lên lại có món quà rất là lớn đến cho em Thuận các bác ạ. Cái số đống sắt đống về chai của em Thuận là cũng được nhặt được 5 tiếng đồng hồ là được bằng này này các bác. Cứ đi theo dọc đường để mà lấy thôi. Quá là tội nghiệp các bác. Cũng mong sao là sẽ giúp đỡ được hai anh em nhiều hơn thôi các bác ạ. Đây, anh ném sang bên này cho em nhé. Lấy cái hòn đá kia ra đi, không là tí để giấm vào chân kìa. Đấy.
mà chưa dập là em sẽ dập hết nhỉ. Khi mà dập thì được một tí được bác ạ. Đấy, cái gì vậy? Đau chân không? Có đau chân không? Hả? Không đau chân à? Ừ. Ôi dồi ôi, tội nghiệp các bác. Phải dựng nó lên thì nó mới dập cơ. Đấy. Bây giờ nhá, em ra đây em vứt cho anh đi, cầm cho anh mới quay để anh dập cho nhanh. Anh quay thì nó mới nhanh. Em làm thì bao giờ mới xong được. Đấy, xong là nhanh nhanh để còn mang đi bán nhỉ. Không được ấn vào những cái nút này nhá. Đấy. Thế bây giờ là cháu Khương sẽ giúp em Thuận là dập cho nó nhanh được các bác. Tại vì là em Thuận là bé thì dập rất là chậm, với cả là không được nhanh quá. Đấy. Dập như này sẽ rất là nhanh. Những cái vỏ ve chai này không biết là sẽ bán được bao nhiêu tiền một cái nữa các bác ở trên này. Đấy, anh dập là nó nát bét luôn này. Rất nhiều hơn đấy. Thích không? Thích. Đấy, gọn hơn đúng không? Ve chai ve chiếc là vứt ở đây hết này. Đây chắc là họ thích lắm đấy nhờ. Cái vỏ cái ve cái này hỏng. Cái này cứng. Đây là vỏ sứa này. Sứa ông thọ. Anh đi giày anh dập nhanh lắm. Đấy. Khá là nhiều ấy nhờ. Vâng. Xem tí đếm xem được bao nhiêu cái nhờ. Ồ đếm lâu lắm. Đếm lâu lắm đúng không? Ừ. Đây là thế. Em chỗ này là nhặt hết 5 tiếng đồng hồ cơ à? Vâng. Trời ơi các bác. Đấy bây giờ là thế xe quá. Anh để đâu? Xe anh để dưới kia. Đấy gặp em ở dưới kia kìa. Cái này không dấm được. Cái này là không dấm được. Còn này một bao nữa rồi. Đổ hết ra để dập hết các bác ạ. Dập hết thì người ta mới mua. Cái này em biết bỏ gì không? Hả? Bỏ nước ngọt. Bỏ bia hay bỏ nước ngọt à? Hết rồi, bây giờ là dập hết rồi. Đấy, anh có dập nhanh không? Dập nhanh. Nhanh nhờ. Đấy. Còn em chân bé thì dập. À, bây giờ nhá, bây em nhặt cho bà xem đếm được bao nhiêu cái nào. Được. Đếm xem là được bao nhiêu cái nào. Hình như là họ có thu mua là. Đếm xem nhá. Đếm to vào. 4 mấy cái rồi. Đếm xem được bao nhiêu cái nào. Ồ, chi chưa còn nữa. Ồ, kệ nó đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rồi. Ba bốn tư rồi. Năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy,
66 rồi. 67, 68, 69, 70, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89. Đây nữa này. Đây còn chưa hết đâu. Đây còn một cái nữa. 90. 90 tròn. Ừ. Cái này nữa. Đấy, tổng là được 90 tròn. Cái kia là không tính nữa, tính chân mới tròn đi. Đấy cô bác. Một buổi của em Thuận đây là nhặt một ngày là được 5 tiếng đồng hồ là được 90 cái. Ui dồi, giỏi thật đấy. Ui. Thật là giỏi. Thật là giỏi. Một em bé thôi cô bác. Đấy lúc nãy là gần một bao đầy luôn các bác. Bây giờ là dập xuống là được có một tí này thôi. Đây em dấm xuống xem được bao nhiêu nào. Dấm xem có ấy nhiều không. Lúc nãy là bao gần đầy luôn. Đấy. Bây giờ dập xuống là còn một tí này này. Một tí này thôi các bác. Đấy bây giờ sẽ gọn hơn này. Thế là bây giờ là nhặt được là cứ ở đây chờ anh trai thôi đúng không? Ừ. Ừ. Đây là khả năng là đấy. Ở chờ anh trai về là chờ đi bán được các bác. Em Thuận là tiện đi học về là sẽ mang những cái bao tải này để đi nhặt được những cái vỏ lon bia như thế này. Đấy, một lon hình như là được 200 đồng ấy. 10 lon thì được 2.000. Được gần 20.000 thôi các bác. Đấy. Đấy 90 lon là được gần 20.000 thôi. Đây các bác, một ngày thu gom của em Thuận đây là em Thuận sẽ đi theo dọc đường như thế này để nhặt, còn anh trai sẽ mang để đi bán. Không biết là sáng nay hôm qua nhặt được mấy trăm cái có biết không? Không nhớ à? Không nhớ đúng không? Đấy, hôm qua nhặt được một tải như này không? Hay là nhiều hơn? Hay là ít hơn? Hôm qua ấy? Một bao đầy. Một bao đầy luôn á? Ừ. Ôi, thế hôm qua em phải nhặt cả ngày luôn à? Ừ. Ôi. Đầy đến đây. Đầy đến tận đây luôn á? Ừ. Chết mất thôi. Thế là lúc chưa dập đúng không? À, hôm nay dập là cũng được ít hơn cô bác. Đấy là bây giờ là cứ một ngày là em Thuận cứ kiếm ra được tầm 10 đến 20 nghìn cô bác. Đấy, rất là tội nghiệp cô bác ạ. Giờ không biết là chờ em Hưng đến bao giờ nữa. Thì cháu cũng có một món quà tặng đến cho hai anh em. Thì cũng chưa có xuống nhà được. Tí nữa cháu Cương với cả em Hưng với cả em Thuận sẽ khả năng là chỗ này sẽ không bán nữa, mang đi xuống nhà thôi. Để lúc nào em Hưng về thì cháu sẽ trao cái món quà đấy cho em Hưng luôn các bác ạ. Đấy, họ kéo cái dây này làm gì đấy? Cái dây này mới nối hay sao các bác? Mới nối dây nước hay sao? Đây là đường ống nước các bác ạ. Chờ em Hưng khá là lâu rồi vẫn chưa thấy ra. Nếu như mà anh Hưng không ra là em cứ ở đây chờ à? Ừ. À, sáng anh Hưng có dặn là ở đây chờ không? Có. Có đúng không? À, anh sẽ ra đón đúng không? Ừ. Ở trên đường này thì cũng là đường trục chính nên là cũng không sợ mấy các bác. Tại vì là nếu như mà đường vắng thì là không cho em Thuận đi như thế này đâu các bác ạ. Để đi nhặt những cái ve chai như thế này rất là tốt. Là đường đi xe đi lại rất là nhiều. Trường học thì trường học ở chỗ nào nhỉ? Ở bên trong kia đúng không? Ừ. Đi học thì là sẽ đi nhặt theo ve chai, đi theo đường ra thì cứ ngày nào cũng đi như thế này thôi các bác ạ. Như tối là đi bán về là anh em lại đi cắt cỏ này, đi lấy củi về cho dê, cho cháu ăn các bác ạ. Củi thì mang về để đun nấu. Còn những cái công việc là đi cắt cỏ là cho dê, cho trâu các bác. Đây là cái chỗ thu nhập của em Hưng đấy. À em Thuận đây các bác. Đây là được chắc cũng phải tầm độ là gần chỗ này cũng phải tầm độ khoảng được 90 cái thì nhân lên thì chắc cũng phải được tầm độ gần 20.000 các bác. Khả năng là không chờ được em Hưng ra rồi các bác. Bây giờ chúng cháu sẽ đi về trước đây. Ở đây đấy thì
cùng hai anh em sẽ đi về trước các bác. Có nặng quá không? Đấy, đi về thôi. Không chờ được đâu các bác. Thì sợ là em Hưng là đi đâu có công việc gì nên là hơi lâu các bác. Thì em Thuận là bây giờ còn phải đi về nhà để chăn dê nữa. Nhà là không có ai trông các bác. Hưng đây rồi. À. Ừ. Ôi giời ơi, đây rồi, em Hưng đây rồi các bác. Đi đâu về đây? Đi đâu về á? Bán. Đi trước Thuận nhặt được. Đi bán ve chai đúng không? À. Mua chân. Ồ, mua cái này bánh mì này. Bánh mì này, sữa này. Mang đi thích không? Đấy, có cả bánh mì luôn này. Vừa đi trên xá bán về à? Vâng. Đấy. Hưng là đi bán hộ em còn Thuận này. Tiền đây. Đi về nuôi lợn. Bao nhiêu tiền đấy? Được bao nhiêu 35 tiền? 35.000 cơ. Ui giời, được nhiều phết đấy nhỉ. Đấy, chắc là đủ tiền xăng. Đủ tiền xăng. Không, đằng nào em cũng lên bán cho Thuận bạn. Ok. Vâng, cô chào công các bạn. Rồi. Công chú. Đấy là sẽ bán được những cái ve chai này để nuôi lợn nhỉ. Đến cuối năm là được đầy luôn đấy, đầy con lợn đây luôn đấy nhỉ. Cái này cũng chắc cũng bán được vài chục nữa đấy. Cái này là lúc nãy anh đếm là tính một lon là 2 đồng thì được cái này được 90 lon. 90 lon à? Ừ, nãy là Thuận là dập hết rồi, dập 98 được 18. 18, tầm 18 tí xin người ta cho 20.000. Chắc là cho đấy nhỉ. Bảo là em khổ quá. Nếu mà anh đi bán cái này phải được tầm 50.000 đấy. Anh vừa bán vừa vừa kể cho luôn đấy. Đấy, có xe đi sướng không? Có. Đấy, xe là bây giờ là có hai anh em là có phương tiện đi lại rồi các bác. Đấy. Rất là mới luôn. Đấy, xe đi rất là êm luôn các bác ạ. Mới đét luôn, chịu khó rửa nhá, không là nó bị gì ấy. Ừ. Ôi, hôm nay khả năng là cái chỗ này là mang về nhà thôi. Vâng. Mang về nhà đi. Anh hôm nay là vừa bán được ve chai có tiền cho em Thuận. Anh còn có một món quà nữa cho em cơ. Vâng. Đấy, còn tí anh đến nhà anh sẽ khui quà tặng em. Vâng. Và anh em mình về nhà. Đấy, bây giờ là cho bạn Gramen là đi xe sau thôi, cháu Khương với cả em Hưng sẽ đi chung một xe luôn các bác. Em Hưng với cả em Thuận đi một xe luôn. Đấy, cũng muốn ngồi trên xe đi đằng sau em Hưng rất là sướng quá. Trước cũng đi thử mấy lần rồi. Ôi giời, hôm nay là trời nắng đẹp nhờ. Đi về nhà đi. Vâng. Bây giờ là cháu với cả hai anh em là về đến nhà của hai anh em rồi các bác. Đấy, bây giờ thì hôm nay lên thì anh là đến nhà hai em là hai lần rồi đấy. Sáng nay anh ra đây là không có ai ở nhà. Anh đang định đi về rồi mới gặp em Thuận ở trên kia. Vâng. Đấy thì anh có một món quà đến cho em. Vâng. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi khui quà. Cái món quà đấy là như thế nào thì là tên của bác nào gửi thì anh sẽ nói với em sau. Vâng. Đấy. Cửa thì đi phải khóa như thế này các bác, không khóa là cũng rất là nguy hiểm. Sợ nhất là ôi, nhà tối thế. Vâng. Chập tối rồi các bác. Bây giờ là khi mà em mở cái này ra cho thoáng. Khi mà mặt trời lặn cái là bắt đầu là nhà là trong nhà là tối rồi. Đi ra ngoài này cho nó sáng này. Đấy, bây giờ là nhìn mặt trời lặn đi. Lặn rồi. Thì trong ở đây là lạnh rồi các bác. Ban ngày rất là nóng nhưng mà tối về là bắt đầu lạnh. Yeah. Khi mà trời nắng. Ui giời, có cái quả diều này mang đâu ấy? Ừ, trước mang đi bổ quỷ trên rừng ấy. Ôi, mục hết rồi. Mục hết. Nhà mục hết rồi các bác. Ui cái này. Ui, cái chỗ này thì dựa có một tí này. Vâng. Đấy, đây bên này là không còn nữa các bác này. Rồi. Ui giời, mục hết rồi. Thôi anh đừng động nữa, nó lại rụng xuống. Đấy, quả diều này. Ui, quả diều bổ quỷ của em Hưng là mang đi bán này các bác. Chỉnh dao kim. Lâu lắm. Là như những cái phim hồi xưa là có chỉnh dao kim, là có cái diều như thế này mang đi
lâu rồi. Mà đi đánh nhau ấy, quay phim mà đánh nhau ấy. Đấy, rồi. Quả này bồ thì chắc là hơi cuồn một tí, này là chắc là bồ cùi kiểu là cái này cũng kiếm được khá là nhiều tiền đấy nhở. Chỗ này quả đấy của em thì huyền thoại rồi, các chú kiểm lâm sợ lắm. Ôi à, đấy à, ra thì à, gặp em Thuận thì à, đi nhặt ve chai các bác. Đấy hai anh em là về đến nhà rồi, sáng ra đến đây là không gặp em Hưng ở nhà. Đấy, hai anh em là đi kiếm tiền. Lúc sáng là được mang đi bán được một lần là được 35.000. Cũng được khá là nhiều. Đấy hôm vừa rồi thì lúc gặp em Thuận thì cũng nhặt được 90 cái cơ. Đấy dập xuống là mang về nhà, mai lại tiếp tục đi bán thôi. Được 18. Đấy, hôm, thì mai lại mang đi bán thôi nhỉ. Bây giờ tối rồi thì nay nên có một món quà nữa thì anh sẽ trao luôn cho em. Vâng. Đấy. Máy hôm nay là anh bán hết bao của em chưa? Hôm trước là anh lấy mười mấy chai nhỉ? Còn 13 chai. 13 chai. 13 chai thì đợt vừa rồi thì là có một bác ở dưới Sài Gòn là lấy một phát 8 chai rồi. À, chai. Còn hình như là còn vì sao là còn bán được 2 chai nữa, là tổng là 10 chai còn 3 chai nữa. Em lại có một ông rồi đấy. Lại có một ông á? Vâng. Đâu đâu anh xem nào. Em lấy cho. Anh cứ mang ra đây đi, mang ra đây cho sáng đi. Ở trong kia là hơi tối nên là cũng không nhìn được mật như thế nào các bác. Có phải mật ong khoái không? Có đấy. À. Bây giờ em cấy xong là em rảnh ở nhà ấy, sáng em thả dê một lúc là chiều độ 11 giờ là em lại đi. Ui ôi. Nặng thế. Ui cứ lên đồi lấy. Ui ôi. Đây là mật em mới lấy về à? Không, em lấy được 2 hôm. 2 hôm rồi á? Ồ, trời ơi, đây này có mật được bác. Sao giống cái túm của em ra mang đi đấy? Không. Của em là toàn đựng bằng cái túi trắng thôi. Toàn đựng bằng túi trắng à? Dạo này hết túi bóng xanh à, túi bóng đen kìa. Ôi, là toàn là đây là mấy tổ đấy? Đây được một tổ thôi. Được một tổ á? Này nó ít mật đấy. Ờ, à, anh bỏ ra xem được không? Vâng. Ít mật xem lắm. Xem là có nhìn có nguyên chất không các bác? Bắt thì cũng khá là nguy hiểm nhưng mà ít mật quá. Chắc phải độ được cái là thơm. Anh ngửi thấy mùi thơm rồi. Độ nửa tháng nữa mới có nhiều mật. Đây, cô bác. Ôi trong là trong sao lại nát hết rồi? Nát hết rồi, đi đồi lấy mà. Lấy ở trên trên cây là trên hốc đá, trên cây cao á. Ủa. Đây là một mình em đi lấy là đi cùng ai đấy? Đây thì một mình trước một mình à. Đi thôi. À, Thuận đi lấy đúa về, lấy đúa về anh thử một miếng xem có trước nguyên chất không. Tại vì trước anh em có xe rồi thì em tự đi lại rồi, không phải đi với các chú nữa. À, bây giờ là có xe là tự đi lại rồi. Vâng. Đấy. Nhưng mà đi đi bắt phải cẩn thận nhá. Vâng. Bây giờ là cái áo đi áo đông dừng của em thì bây giờ cũng một số là bị thủng rồi. Vâng. Thế là hôm nào anh mua cho em bộ áo mới thì nếu mà muốn đi bắt nữa thì anh sẽ đây này trèo cây còn đang chọc vào tay ghim ở đây này. Đi mua cái áo bảo hộ với cả dây an toàn kia để đi trèo nó an toàn hơn. Đen xì luôn cái gai này. Đấy, bây giờ kiểm tra cái mật của em. Ăn thử con mẹ nó một con đi đắng lắm. Ăn thử con mẹ không anh không ăn đâu. Đấy ôi rồi mật thì rất là đặc sánh quá ạ. Con mẹ nó. Ôi mật này thì còn gì mà chê bằng nữa. Cái này mới là cái này là cái này mới nhai, rồi. Nhai, nhai, đây này này cô bác, ui nhìn mật này quá là chất lượng, cái này nhai thì ngon. Em đi thoảng nhai cái này vào. Đây này nhìn vàng ống luôn cô bác. Ôi, đặc vàng. Rất là đặc đây này, lấy cái đúa khuấy là biết rồi đây này. Ồ, đây là vàng thì bán gì? Nếu là vàng bán thì thôi rồi nhỉ. Đâu anh thử một miếng được không? Đi. Đây em ăn chưa? Em ăn rồi, ăn ở trong rừng rồi. Thuận ăn không? Không, không ăn à? Thuận không ăn mấy mà em đi lấy về. Ăn ăn mật mấy nhỉ? Ôi cháu sẽ thử cái mật ong này, nếu như mà đặt chuẩn thì cháu Cương sẽ mang xuống hộ em Hưng bán quá. Mình tự đi lấy được là Thuận cũng không hay ấy mất. Đúng rồi, cái mật ong này thì là rất là xịn. Đợt vừa rồi thì có một đợt là em mang cho anh bán này, đợt đấy bán xong là hôm trước thì anh này tiếp tục mang đi bán đấy, các bác quay lại bảo là mật ngon quá, thế anh quay lên cái là bác lấy luôn. Thế cũng mong sao thì anh ăn thử xem, nếu như mà ngon thì anh sẽ tiếp tục mang đi xuống dưới kia để lọc và chắt ra chai để bán cho các bác. Mật giờ thì không Cương mời các bác ăn mật ong cùng cái mật ong của em Hưng lấy trên rừng già về các bác nhé. Này mà không ngon nữa thì còn gì nữa, cái miếng này mới ngon này. Miếng đỏ đỏ này. Miếng này mới ngon chứ. Bây giờ rồi. Miếng này mới là miếng ngon. Ăn miếng này. Miếng này ngon lắm. Anh thì giờ đang theo cảm nhận của anh thì không có gì để mà tả được, không có gì để nói.
Anh ăn cái, ôi, ôi, cái này thì là anh ăn cái đấy lại có bá, em ăn cái đấy không có bá. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái này là em tự mang đi chợ bán hay là để anh mang bán ở trên kênh để chợ không bán được đâu, chợ không bán được đâu. Tại vì chợ là cũng ở đây là chỗ nhiều các bác tự lấy được. Bác cũng lấy nhiều mang đi bán cũng nhiều đúng không? Rồi thì cái này thì khả năng là ở nhà em có cái lọc không? Không có. Không có lọc á? Trước thì em có nhưng mà vứt rồi. Vứt lọc nhiều lần quá bị hỏng. À thế thì cái này là anh mang xuống dưới kia để anh lọc xem được bao nhiêu chai nhá. Vâng. Xong là anh sẽ bán ở ở trên kênh luôn. Nếu như mà các bác mà muốn mua cái mật ong của em Hưng với cả em Thuận thì có thể là liên hệ với cháu Khương qua cái màn hình nhỏ mà cháu có ghim cái số điện thoại của cháu Khương ấy là 0862192188, đấy là số điện thoại, là có cả dùng Zalo với cả số thường xuyên công việc của cháu là liên lạc bằng tất cả cái số điện thoại đấy của bác nhé. Còn đây là mật ong xịn nguyên chất của em Hưng tự đi lên rừng già khai thác về của bác. Đấy, mong quý các bác anh chị sẽ ủng hộ hai anh em để làm sao cho hai anh em có được cái nguồn kinh phí thôi các bác. Đây là bây giờ em Hưng là không có gì để mà đi kiếm ra tiền cả. Mấy đứa bây giờ đi, mùa mấy đứa là lại đi tìm ông bán được rồi đấy. Bây giờ ở đây thì được trăm nghìn, hơn trăm nghìn. Tổ. Đúng rồi. Thì là cũng cái ủng của anh cất vào đi. Thôi không nghìn đâu, Thuận ơi bận. Này để, sẽ mong được quý cô bác anh chị giúp đỡ hai anh em được thêm cái nguồn kinh phí để mà làm nhà của bác. Là em Hưng là sẽ mang đến cái mật chai mật ong này đi bán. Nếu như mà các bác ủng hộ, thứ nhất là các bác ủng hộ bằng tiền thì chúng cháu lại gửi những cái chai mật ong này đi cho các bác. Thứ nhất là đôi bên là các bác gửi quà cho em Hưng thì Hưng coi như là anh Hưng sẽ gửi mật ong cho các bác. Để mong các bác sẽ được cùng chung tay để giúp đỡ hai anh em có được cái ngôi nhà sớm thôi các bác. Bây giờ cái ngôi nhà hiện tại đang xuống cấp rất là trầm trọng rồi. Cũng mong sao sẽ được các bác yêu mến hai anh em để giúp hai anh em mua ủng hộ hai anh em những cái chai mật ong mà chúng cháu đang bán ở trên kênh là của hai anh em Hưng Thuận các bác. Còn cái này thì cất ra đi. Hôm nay lên thì còn có một món quà rất là lớn đến hai anh em. Em ngồi xuống đây Thuận. Đấy, hôm nay lên thì anh có một món quà cho hai anh em. Vâng. Cái món quà này là của một bác ở bên nước ngoài. Đợt vừa rồi thì có gửi phần quà đấy đến cho A Phong là muốn giúp cho A Phong là làm cái đổ nền, nhưng mà về sau là A Hào có nhận được món quà của bác cũng bên nước ngoài thì tài trợ cho A Phong là được cái nền rồi thì chú có muốn là san sẻ cái số tiền đấy giúp cho các bác, giúp cho em với cả A Phong cũng như là hai ông cháu nữa. Thì mỗi người trích ra một tí thì anh có phần của em là được 700.000 Việt Nam đồng. Thì là chú có dặn với cháu Khương là mua cho hai anh em một cân thịt. Sáng nay thì anh ra thì tại vì là trưa rồi người ta bán thịt cũng bán hết rồi nên là anh không mua được thịt. Thế nhưng mà mua về thì để lâu thì cũng bị hỏng nên là sáng nay anh ra là nếu như mà không gặp em thì anh cũng phải mang về thôi. Nên là anh sẽ bây giờ hiện tại là em cũng có xe máy rồi. Thì anh sẽ đưa tiền mặt cho em là 700.000 để em có thể là đi mua những cái đồ cần thiết, nhu yếu phẩm cũng như là những cái đồ ăn sáng là bữa ăn hàng ngày để mà phục vụ cho hai anh em. Thì anh sẽ trao tiền mặt cho em. Cái món quà này là cái món quà của chú Lê Dũng ở bên nước ngoài. Đợt vừa rồi thì chắc rằng là những cái món quà đã gửi cho em thì cũng có những cái phần quà của chú Lê Dũng. Chắc em có nhớ, em còn nhớ không? Còn nhớ là chú có gửi những cái gì chưa? Có. Gửi nhưng cái gì em nhớ không? Gửi tiền thôi sao ạ? Gửi tiền nhưng mà có mua, cả mua gì nhỉ? Có nhớ không? Em không nhớ. Phải nhớ những cái món quà các bác gửi lên chứ. Anh nhớ không nhầm là mấy con gà. À đúng rồi. Mấy con gà là mua gà. Đấy là anh cũng trao mang đến cho em rồi. Cũng là chú Lê Dũng này gửi cho hai anh em. Vâng. Bây giờ là anh sẽ sắp có gà con đấy ạ. Để trao cái phần quà là 700.000 cho em. Vâng. Cũng rất chia cảm ơn chú. Đây là hai tờ này. Đây là một tờ 500 với lại một tờ là 200.000 là 700.000. Đây anh sẽ trao cho em. Đấy, mỗi đứa một tờ đi, em tờ to đi. Còn em gái tờ nhỏ. Còn tí anh em sẽ đấy, cái món quà thì cháu sẽ trao cho hai anh em rồi. Quay ra bên kia đi, em quay ra bên kia đi. Quay ra bên kia các bác mới nhìn thấy mặt chứ. Đấy, thay mặt gia đình cũng cảm ơn đến tấm lòng của chú rất là nhiều. Có cả phần quà của cháu Khương.
chú có gửi cho cháu Khương là 259.000 là tiền đổ xăng đi lại để đi thăm những hoàn cảnh cũng như là đi trao quà. Đấy, thay mặt gia đình cũng như là bản thân cháu gửi lời cảm ơn đến chú rất là nhiều. Chúc chú và gia đình công tác ở bên nước ngoài một năm mới gặt hái được nhiều thành công, và cùng chúng cháu để đi giúp được những hoàn cảnh nhiều hơn đấy các bác. Còn bây giờ thì cháu cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú năm mới có thật nhiều sức khỏe chú nhé. Em gửi lời cảm ơn đến chú này. Con xin được gửi lời cảm ơn tới chú Lê Dũng ạ. Con chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe ạ. Gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống chú ạ. Rồi. Thế Thuận à. Thuận phải gọi ông đi. Gọi ông đi. Gọi ông nhé. Dạ. Bảy tờ. Con cảm ơn ông Lê Dũng. Con cảm ơn ông Lê Dũng. Con chúc ông và gia đình có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Đây thì món quà thì cháu Cương cũng đã trao xong rồi. Đấy. Đổi với anh trai à? Thấy cái tờ này là thích hơn cái tờ này đúng không? 500.000 đấy, cái tờ này là 500.000, tờ này là tờ tiền to nhất của Việt Nam mình rồi đấy. Cái tờ cái này tờ 20.000 thôi Thuận ơi. Không, đây chỉ là 200 thôi. Đây chỉ là 200 à? Thế đâu anh xem nào, em cái đây có phải tờ 500 không Thuận? Không, ai không phải. Không tranh giành đâu nhá, cái này là để làm quý, ví dụ như là anh em thiếu cái gì thì mua nhá. Cái này chắc cầm thôi, cầm trong là anh em để ở nhà phụ với gia đình cần mua đồ nhu yếu phẩm như nào thì tự hai anh em tự trích ra để mua nhá. Đấy, ngày hôm nay thì cái nội dung trong phim ngày hôm nay đến đây thì cũng khá là dài rồi các bác. Cũng mong sẽ có một nhắn gì tới các bác đến với mật ong của em không? Vâng, mong các ông các bà hỗ trợ con để con có cái kinh phí để xây cái ngôi nhà đấy. Con mong muốn là làm nhà để cho cái chỗ ăn chỗ ở nó chắc chắn hơn. Thì con có đi kiếm mật ấy, mấy hôm nay thì cũng cháy xong rồi. Là cũng không đi làm gì thì em cũng đi kiếm mật về để bán, để phụ cho, để lấy tiền để làm nhà cho đỡ phải mưa dột với lại bị gió nó lùa nữa. Vâng, con mong công các bà sẽ ủng hộ anh em chúng con ạ. Đấy, là những chai mật ong mà anh bán được hết thì là anh sẽ lên bao nhiêu chai thì anh sẽ cho vào danh sách, cũng là anh bán được thì anh sẽ tổng kết lại cho là ví dụ như là tới nữa có thể là có vào quý làm nhà, hoặc là những cái lúc nào mà em cần những cái đồ như nào thì anh sẽ trích ra để mua cho hai anh em. Phải đi xuống huyện rất là xa. Cũng cảm ơn đến các bác đã ủng hộ những cái chai mật ong mà hiện tại cháu Khương đang bán hộ hai anh em. Nếu như mà các bác mà muốn tiếp tục mà sử dụng những cái chai mật ong nguyên chất từ rừng già về thì có thể là liên hệ lại với cháu Khương qua cái số điện thoại lúc nãy như cháu Khương vừa đọc với bác. Sẽ rồi. Được trực tiếp lấy những cái chai mật ong của hai anh em Hưng Thuận của bác ạ. Còn bây giờ thì nội dung video đến đây thì cũng khá là dài rồi. Cháu Khương cũng xin khép lại cái nội dung video tại đây thôi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Xin chào công các bà. Xin chào công các bà.